Thưa khán giả, gần đây tình hình trộm cắp tài sản diễn biến khá phức tạp. Đáng chú ý là thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi và nhiều trường hợp bị mất cắp mà chẳng ai có thể ngờ đến. Vụ việc vừa xảy ra mới đây tại Hà Nội là một ví dụ. Diễn biến cụ thể như thế nào thì sẽ được anh Công Khoa thông tin đến quý khán giả. Vâng rồi, chắc hẳn là mọi người đã không còn xa lạ với những cánh cửa cuốn điện tử. Bởi nó có hình thức đẹp nè, tiện ích và được cho là khá an toàn đối với mọi ngôi nhà. Tuy nhiên thì không gì là không thể xảy ra. Những cánh cửa tưởng chừng là an toàn, thế nhưng đã bị chính những thiết bị đơn giản như thế này vô hiệu quả và tài sản hàng tỷ đồng đã không cánh mà bay. 85 chiếc điện thoại di động, hàng trăm thẻ cào điện thoại, giam phá khóa và thiết bị do mã chìa khóa cửa cuốn này là tang vật của một vụ trộm cắp tài sản. Chủ cửa hàng điện thoại này kể lại, hôm bị mất trộm đã rất bất ngờ vì lâu nay cứ nghĩ lắp cửa cuốn chạy điện như thế này là có thể an tâm. Cửa vẫn ở trạng thái bình thường, mình mở ra thì thấy mất rất là nhiều điện thoại. Mình giật mình thấy như vậy mà chắc chắn là kẻ trộm dùng cái thiết bị dò khóa để mở cửa cuốn và mình báo cái công an. Chỉ sau chưa đầy 2 ngày điều tra, cơ quan công an đã bắt được 2 đối tượng trộm cắp. Các đối tượng khai nhận đã đặt mua qua mạng thiết bị dò mã khóa cửa cuốn với giá hơn 1 triệu đồng, phô chìa khóa điện với giá 200.000 đồng. Và đã copy chìa khóa của 4 cơ sở sản xuất kinh doanh khác trên địa bàn thành phố. Nhưng chưa kịp gây án thì đã bị bắt giữ. Đối tượng chủ mưu trong vụ trộm vừa mãn hạn tù được 2 năm và cũng chính là đối tượng 9 năm về trước bằng thủ đoạn tương tự đã gây ra vụ trộm ở một cửa hàng điện tử trên địa bàn quận Hoàng Kiếm. Bị can sao chép ra chìa khóa và giao cho Nguyễn Ngọc Trường thực hiện hành vi trộm cắp. Các đối tượng rất là tinh vi, đã ngụy trang bằng cách đeo khẩu trang, đeo găng tay y tế để tránh sự phát hiện của camera an ninh. Ngoài ra thì các đối tượng để hé cửa, để nhỡ có người đi đường nhìn qua thì cũng lầm tưởng như là chủ cửa hàng đang ở trong. Cơ quan công an nhận định dùng máy dò mã để bẻ khóa cửa cuốn, trộm cắp tài sản là thủ đoạn không mới, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các vụ trộm tương tự. Tôi thấy các hộ kinh doanh còn sử dụng các thiết bị cửa cuốn lạc hậu. Bên cạnh đó, các hộ còn sơ hở, không bố trí người bảo vệ vào ban đêm, còn hay đăng tải cửa hàng lên trên mạng xã hội. Từ đó thì các đối tượng phát hiện ra những cái sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội. Mặc dù xảy ra tại Hà Nội, thế nhưng câu chuyện này lại là một lời cảnh báo cho người dân, doanh nghiệp ở bất cứ địa phương nào. Bởi chỉ cần một chút bất cẩn mà thôi, tình trạng trộm cắp hoàn toàn có thể xảy ra. Vụ việc tại Kiên Giang mới đây là một ví dụ. Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam 2 đối tượng Huỳnh Hữu Phước và Nguyễn Ngọc Tùng cùng ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, Tùng chở Phước đến một tiệm cầm đồ ở phường Bình San, thành phố Hà Tiên để Phước đột nhập lấy trộm nhiều sợi dây chuyền vàng 18 carat, trọng lượng khoảng 260 chỉ. Sau đó cả hai cùng đi Long Xuyên bán để chia nhau tiêu xài. Cùng với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sáng nay Nguyễn Văn Hiếu, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam. Ngày 16 tháng 3, đối tượng đã lừa lấy một điện thoại di động và xe Honda rồi đem bán. Nạn nhân tố cáo nên công an địa phương đã bắt được đối tượng sau đó. Hiếu từng có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ một thanh niên nghi sử dụng quá liều ma túy đá đốt nhà dân. Trước đó, trong lúc tuần tra, công an phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một phát hiện một thanh niên nghi ngáo đá, trong người có hung khí nên mời về trụ sở làm việc. Trong lúc một cán bộ công an phường đang lấy lời khai thì bất ngờ bị tên này chống đối, gây thương tích và bỏ chạy. Tiếp đó, đối tượng chạy vào cửa hàng tạp hóa và cầm hung khí cố thủ bên trong. Sau đó mở bình ga châm lửa đốt cháy căn nhà. Lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế đối tượng và dập tắt ngọn lửa. Hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt của người dân để trong cửa hàng cũng được cứu.